Chào các bạn, sẵn mình mới có một cái nhiệt kế mới thì muốn demo cho anh em xem là cái block tản nhiệt nước của cái máy tính để bàn nó hoạt động như thế nào. Thì anh em nhìn vô trong cái nhiệt kế này, anh em sẽ thấy cái phần trên của cái case của mình. Đây là cái chỗ mà nhiệt hiện nay nó đang là 34 độ, 34 độ mấy á. Là cũng là nơi nhìn bên ngoài thì thấy là nóng nhất của cái thùng máy anh em ha. Ok, mình sẽ cho giải thích cho anh em coi. Thì bên trong á, chỗ này cái chữ Corsair đó, chỗ này nè, mình chiếu tia laser vào này, đó là cái block, cái bơm, thì nó sẽ có hai cái ống màu đen đen, ống đen đen này, nó sẽ bơm nước đi lòng vòng lên trên cái radiator, chỗ có hai cái quạt này nè, chỗ này, ở trên đó nó sẽ làm mát. Thì máy tính mình hoạt động cái chỗ Corsair này, cái bơm này nó sẽ bơm nước. Ở bên cái CPU thì nằm ở phía dưới, nó sẽ nóng, nước nó sẽ bơm vào trong cái ống này lên trên cái block này, radiator này, cách nước, xong rồi quạt sẽ làm cho nó mát. Cho nên là anh em sẽ nhìn thấy nhiệt độ nè, nhiệt độ của cái chữ Corsair đó nó rất là mát so với lại xung quanh. Cái chỗ bơm này hiện nay đang là khoảng chừng 40, 48, 49 độ C, chỗ Corsair đó. Và nhiệt độ lên trên cái chỗ cách nước này như này. Rồi, sẵn chút xíu thì chúng ta xem ở trong cái thùng máy thì chỗ nào nóng ha. Khi anh em chơi game thì có lẽ là nơi nóng nhất sẽ là cái cạc màn hình. Chỗ này, đây là cái phần màu trắng nè. Mình chiếu tia laser lên anh em nhìn chỗ này. Đó là cái backplate của cái cạc màn hình. Thì đó là một cái nơi khá nóng. Nhiệt độ backplate hiện nay đang khoảng chừng 48 độ C. Rồi, chỗ này nè, có chữ Mota nè. Và xung quanh chúng ta có MOS, MOS là những cái khu vực cũng khá nóng ở trên cái mainboard. RAM thì cái RAM này thì cũng đang khá mát. Nhìn vô thấy RAM cũng đang khá mát khoảng bốn mấy độ C thôi. Rồi, giới thiệu nhanh chút xíu về nhiệt độ bên trong thùng máy. Và mình cũng có một cái video nói về mình gắn cái màn hình để monitor thông tin. Anh em sẽ nhìn thấy nè. Ở đây có nhiệt độ CPU 50 độ C. Volt của CPU core đang là 4200. Cạc màn hình thì đang chạy ở xung nhịp là 1117 MHz. Quạt thì đang không quay. Tại vì đang chơi game nhẹ thôi nên quạt nó không quay. CPU cũng đang hoạt động ít. Rồi mấy cái nhiệt độ này, nhiệt độ của VRAM, nhiệt độ của mainboard, nhiệt độ của chipset. Đó, cái quạt. Ồ, quạt mình có quay mà. Ok, và câu quay. Vậy là màn hình này, tí xíu mình cập nhật là cái IDA số 4. Nhiều khi là do IDA số 4 nó refresh rate, nó báo là tốc độ quạt như thế này. Ok anh em, bye.